cặp bài trùng vân sơn bảo liêm vướng ồn ào cạch mặt nhau giờ ra sao cuộc hội ngộ của cặp đôi danh hài đền đám thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng vân sơn bảo liêm từng là cặp bài trùng nổi tiếng một thời của làng hài việt họ kết hợp cùng nhau và tạo nên nhiều tiểu phẩm hài huyền thoại, đặc biệt series Vân Sơn những nẻo đường miền Tây vẫn còn in đậm trong ký ức người hâm mộ, hình ảnh bộ đôi đình đám phiêu lưu rong ruổi dọc các tỉnh miền Tây. Thế nhưng sau đó không lâu, Bảo Liêm bất ngờ tách nhóm và hoạt động riêng với một sự nghiệp khá trầm lắng. Vân Sơn Bảo Liêm là cặp đôi danh hài đình đám trong showbiz Việt. Từng có nhiều tin đồn cho rằng Bảo Liêm và Vân Sơn mâu thuẫn chuyện tiền bạc nên ngừng hợp tác, nhưng Vân Sơn đã bác bỏ tin đồn này. Tôi và Bảo Liêm không còn diễn chung, không phải vì chuyện tiền bạc. Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi, không có gì tồn tại mãi. Mà dù vậy, mỗi khi nhắc đến hai cái tên Vân Sơn Bảo Liêm, nhiều người hâm mộ vẫn nhớ tới những tiểu phẩm hài duyên dáng của cả hai. Dù sau này kết hợp với Hoài Linh và đạt được thành công tương tự, Vân Sơn cho biết Bảo Liêm vẫn là bạn diễn an ý nhất của mình giai đoạn diễn chung với bảo liêm trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi đến nay nhiều khán giả nói với tôi họ thuộc lòng từng lời thoại nhiều tiểu phẩm trở thành một phần ký ức tuổi thơ vân sơn bảo liêm thân thiết bên nhau khiến nhân mạng xúc động mới đây trên trang cá nhân bảo liêm thu hút sự chú ý của dân mạng khi đăng tải bức ảnh chụp cùng danh hài vân sơn theo đó nghệ sĩ hải ngoại chia sẻ sau hơn một năm nằm nhà chống dịch hôm nay hai đứa em mới được bay sau cùng nhau chúc mọi người bình an nhé trong ảnh, hai diễn viên cười tươi, rạng rỡ khi được gặp lại bạn cũ của mình sau thời gian dài ở Mỹ. Hình ảnh thân thiết của cặp đôi danh hài đã đập tan những tin đồn bất hòa, cạch mặt nhau từng khiến dư luận xôn xao trong suốt nhiều năm qua. Vân Sơn Bảo Liêm được khen ngợi vì sự trẻ trung dù đã ở 60 tuổi. Dưới bài viết, người hâm mộ vui mừng khi thấy hai thần tượng mình vẫn khỏe mạnh xuất hiện bên nhau. Các fan bình luận rôm rã, ôi tuổi thơ của chúng con, chú Bảo Liêm trẻ thật, hai chú vẫn phong độ như ngày nào, chúc hai chú thật nhiều nhiều sức khỏe ạ. À. thấy hai anh vẫn còn đồng hành với nhau, em vui quá. nhớ Vân Sơn, Bảo Liêm, Hoài Linh, Chí Tài, Bộ tứ đình đám một thời. ai vẫn còn xem hài của hai chú thì giơ tay. Vân Sơn có độ ấm hạnh phúc bên vợ và hai con trai hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng ngoài đời vân sơn lại là người kính tiếng anh không thường chia sẻ về gia đình mình trước công chúng được biết vân sơn đã kết hôn hơn 30 năm và có hai người con cả hai quen nhau trong những ngày đầu giọng ca qua cây cầu dừa đến mỹ hiện tại vợ con vân sơn đang sinh sống tại mỹ nên rất ít khi xuất hiện trước ống kính truyền thông một lần hiếm hoi tiết lộ về người đầu ấp tay gối hơn ba thập niên nam danh hài chỉ nói ngắn gọn bà xã là người phụ nữ kiên nhẫn và biết chịu đựng. Một góc khu nhà vườn trồng đủ loại trái cây rộng 1.200m2 của Vân Sơn ở Mỹ. Ở tuổi 60, Vân Sơn vẫn nhiệt huyết với nghệ thuật. Anh thành lập trung tâm Vân Sơn, đây là nơi giúp các nghệ sĩ có đất diễn nhiều hơn và cũng là lò đào tạo nhiều ca sĩ, diễn viên hài nổi tiếng của làng giải trí Việt tại hải ngoại. Bên cạnh đó, khối tài sản khủng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật của Vân Sơn luôn khiến nhiều dân mạng trầm trồ. Nghệ sĩ Bảo Liêm và bà xã, ca sĩ Bảo Vi. Sau khi tách khỏi Vân Sơn, Bảo Liêm từng có thời gian thành lập công ty riêng của mình. Vào năm 2016, nam danh hài quyết định trở về Việt Nam thường xuyên hơn và có tham gia một vài tác phẩm đến sân khấu. Sự kết hợp của Bảo Liêm cùng Bảo Chung từ đó đến nay vẫn nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Theo tiết lộ từ chương trình Tết Vạn Lộc của Vượng Râu, ở thời điểm đó, để mời được hai diễn viên này, nhà sản xuất đã không ngờ ngại chi 100 triệu đồng cách xe cho một tiểu phẩm 30 phút, một thời khán giả cuồng say với băng đĩa có tên mưa bụi với sự góp mặt của danh hài bảo trung bảo liêm không cần lĩnh kỉnh với bục bệ chỉ cần cầm micro và tấu hài mà nhiều người vẫn phải nghiêng ngã cười hiện tại nghệ sĩ bảo liêm đang định cư tại mỹ và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên vợ con được biết nghệ sĩ bảo liêm đang tham gia bộ phim trừ yêu đại sư huynh của đạo diễn hoài tâm đóng cùng với nữ danh hài hồng đào bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo